What's up man, chào tất cả anh em. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình quả kèo cơm gạo. Nên là hướng dẫn cho anh em một số công thức chơi quả kèo thiên đường cho chơi đây. Không để mất thời gian của anh em mình nữa, vào việc luôn này. Một cầu dài, quá dài cho một cổ tiền rồi. Vẫn là xỉu anh em ạ. Ok, con này thì có vẻ là nó thích tài, nhưng mà không. Cảm giác như vậy là quá đủ rồi anh em nhé. Tay đầu luôn, 15m. Anh em đề 3 13 mét đi. Đi số lẻ nữa nhá, 53. Đề 3 một phát. Về xỉu. Về xỉu 13 mét, đi nhẹ cầu này, tiếp tục. Đừng chơi anh em. Rồi. Tôi sẽ làm nhẹ mối cái tay này xong rồi cái chủ đề hôm nay ấy, là tôi sẽ đá nhẹ cho anh em một số quả kèo quay hũ anh em nhé. Được chưa? Quay hũ này trên dưới này. Đá nhẹ cho anh em một quả kèo trên dưới này. Tiếp tục rồi, 500k luôn. Ngại gì vết bẩn này anh em. Có ô mô mà. Trên 9 5 dưới anh em ạ. Con này khá đen. Gỡ tay nữa đi. 3 dưới. Rồi trên đi. Ok bú em. Quá nét. Rồi mở bát. Tiếp tục mở bát nhẹ tay tài xỉu này xem như thế nào nhé. Cỡ này chứ cỡ nào nữa anh em. 1. Còn 1 anh em ạ. Ok anh em nhé. Tại vì tôi cũng suy nghĩ là cái cầu nó quá dài rồi. Và tôi cũng mới vào. Tôi cũng mới vào anh em ạ. Và vốn của tôi cũng có. Cho nên bẻ là cái chuyện quá bình thường. Được chưa anh em? Là cái chuyện quá bình thường cho một cuộc tình. Tiếp tục cuộc chơi này. Để xem con này như thế nào đây. Con này tôi chắc chắn là phải đi cầu 1-1. Tại vì cầu dài mà, 5m nhẹ em. 5m nhẹ rồi. Được chưa? Em dai tự tin về cầu này. Ok này, tiếp tục này. Trên tiếp. Trên quả nữa. Ok nếu ơi, thất bại tay đầu tiên này. Trên luôn. Ok. Cỡ đấy, thêm một tay nữa. Trên. Dưới hay là trên này. Dưới luôn, ok này. Bú, lượt mới 1 triệu. Ô. Mở bát trên này lúc luôn. Cỡ đó anh em ạ, nói thẳng với anh em thì nó không phải là cách chơi mà đó là cái trình để anh em tiếp tục này, chạy dài là chạy 1-1, tiếp tục cho đi cầu 1-1 3m, bơm nhẹ cho nó 3m, tại vì cầu thì nó đang có rồi anh em nhé, lãi thì bắt đầu có rồi. Bắt đầu này 500 này, kèo trên dưới này là chơi 500 luôn. Trên rồi, chuẩn rồi, cỡ đấy anh em ạ. Ok này, làm tay nữa đi, dưới đi, dưới tay nữa đi. Đèn nhỉ, hơi đen anh em ạ, nhưng mà không sao. Rồi chờ 20 giây để chốt quả kèo này xem như thế nào anh em nhé. Cố gắng chạy theo cầu, nói chung là cái vốn là 53, cái vốn là 53 lên kèo 66. Nói chung là không phải là không nét, vừa đủ để anh em mình chốt lãi hàng ngày. Được chưa anh em? Đưa tay xỉu 3m nữa là bao nhiêu rồi? 12, 72m. 1, à ok, chấp nhận này. Chấp nhận anh em nhá. Bẻ tài đúng không? Cầu 11 à. Cho về xỉu tầm 3m đi. Thử lại nhé. Tại vì cầu tôi cũng cảm giác là nó hơi xấu anh em ạ. Rồi, đá hai kèo trên dưới nữa. Trên dưới làm cho tầm khoảng 2-3 tay anh em ạ. Để kiếm cái tin may mắn ở quả kèo tài xỉu mới lên năm.
bấm trên trên trên, ok trên dưới rồi, lượt mới lượt mới 2k, ok 3k anh em ạ. Rồi quả là đổi thím anh em nhé, thím cuối này 500 trên, lượt mới ok bú này, tiếp tục ra tài xỉu anh em ạ. Xong cổng này cỡ này thôi, cỡ nào anh em, nhiều anh em cứ bảo là tôi chết đi, nếu mà tôi chết đi thì ai bắt cầu tài xỉu cho anh em, chỉ có ok này bẻ nhẹ em nhé, 34 về tài, 54 về 34 là lãi, ok hợp lý rồi đấy, nhưng mà cầu nó vẫn là đang trong cái khung là cầu 3. Đơm nhẹ về xỉu nữa, tay này chắc chắn phải gấp lên 5, là gấp 5 nhé, gấp vừa thôi. Xong tay này nói chung là xác định là cái uy tín em nhé, cố gắng chạy theo cầu cơ bản dễ dàng nhất có thể, 70 đến 80% không cần thiết, xem con này như thế nào anh nhé, cố gắng chạy cầu. Đó, đúng công thức cơ bản. Rồi, làm tay poker mini 26 này, double này. Đồng già xì. Ui giời, quán hết. Ok này. 26 này. Hai già. Không có gì luôn nên em ạ. Rồi. Kèo đẹp, ok. Chốt lại anh em nhé. Hôm để xem như thế nào, cố gắng chạy theo cầu này. Xem đúng công thức. Tiếp tục. Để xem con này như thế nào. Con này nó đang là 1, 2, 3 rồi. Cơ bản theo đúng cầu kèo. Nhưng mà cái vốn đang rơi vào tầm 53. Tôi chốt kèo là 68 anh em nhé. Hôm sau có thời gian, có cách chơi mới tôi lại lên tiếp với anh em mình. Thân ái mến chào. Ok anh em, thì như anh em thấy thì kênh của mình chuyên làm về cổng game Kawin anh em nhé, chia sẻ cho anh em mình những cách chơi cũng như là phương pháp chơi Kawin, tài xỉu Kawin được đúc kết từ kinh nghiệm chơi của bản thân cho anh em mình tham khảo. Chúc tất cả anh em mình chơi trên cổng game Kawin thành lớn, nhớ like và subscribe kênh ủng hộ mình anh em nhé. Bye bye tất cả anh em.